Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài 4 sử dụng các hàm để tính toán. Nội dung bài 4 gồm có hàm trong chương trình bảng tính, cách sử dụng hàm, một số hàm thường dùng. Phần số 1, hàm trong chương trình bảng tính. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình bảng tính hàm là gì. Trong chương trình bảng tính, hàm là công thức hoặc kết hợp nhiều công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Ở đây cô có ví dụ. Ta có các giá trị trong các ô tính lần lượt như sau. A1 bằng 3, B1 bằng 10, C1 bằng 2. Em hãy tính trung bình rộng cho các ô trên. Để làm bài này, thông thường em sẽ sử dụng công thức sau bằng mở ngoặc 3 cộng 10 cộng 2 đóng ngoặc chia 3. Hoặc là em sẽ sử dụng địa chỉ ô bằng mở ngoặc A1 cộng B1 cộng C1 Đóng hoặc tất cả chia 3 Đó là công thức bình thường Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm Hàm để tính trung bình cộng là hàm average Em sẽ ghi là bằng average mở hoặc 3.10.2 Đóng hoặc Hoặc em sử dụng địa chỉ ô Bằng average mở hoặc A1 B1 C1 không ạ? Thì khi sử dụng hàm em sẽ không cần phải ghi cộng trừ nhân chia Em muốn tính trung bình cộng Em cứ gọi hàm average ra và Excel có rất nhiều hàm, mỗi hàm sẽ có một chức năng riêng của nó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm trong Excel. Hai nhỏ, cách sử dụng hàm. Phần này có hai phần. Đầu tiên, cách sử dụng hàm. Khi sử dụng hàm, ta cần biết cách viết tất cú pháp của hàm. Mỗi hàm có một cú pháp riêng, nhưng giữa các hàm vẫn có một số điểm chung. Sau đây là một số điểm chung trong cú pháp của các hàm. Đầu tiên, mỗi hàm đều có hai phần, tên hàm và các biến của hàm. Thứ hai, giữa tên hàm và dấu mở ngoặc đơn không được có dấu cách hay bất kỳ ký tự nào khác. Ở đây cô có hai hàm, một hàm là average như em biết hồi nãy là hàm tính trung bình cộng, một cái là hàm sum, đây là hai hàm khác nhau. Nhưng mà cú pháp của hai hàm này đều chung với nhau, Đầu tiên là sẽ ghi dấu bằng, sau đó tới tên hàm. Rồi tới dấu mở ngoặc và sau đó là các biến của hàm. Khi ghi các biến xong sẽ đóng ngoặc lại. Và giữa tên hàm và dấu đóng mở ngoặc không có bất kỳ một cái khoảng trắng nào hết. Nếu có một khoảng trắng ở giữa tên hàm và dấu mở ngoặc này thì xe sẽ báo lỗi. Vậy khi sử dụng hàm, em cần phải viết đúng cú pháp của cái hàm đó các nhập hàm vào ô tính bước 1 cho ô gần nhập, bước 2 và dấu bằng, bước 3 nhập hàm theo đúng cú pháp, bước 4 nhấn Enter. Phần này cô sẽ hướng dẫn chi tiết hơn sau khi qua phần 3 các hàm thường dùng. 3 nhỏ, một số hàm thường dùng. Em có 4 hàm thường dùng trong chương trình Excel của năm lớp 7. Và 4 hàm này sẽ đi xuyên suốt từ học kỳ 1 cho tới hết học kỳ 2. Bài kiểm tra nào cũng có nên hãy cẩn thận và học kỹ. Đầu tiên, phần A nhỏ, hàm tính tổng, hàm sum. Chức năng là tính tổng của một dãy số. Cú pháp bằng sum mở hoặc A, B, C. Trong đó A, B, C là số hoặc địa chỉ ô, địa chỉ khối. Ví dụ, tính tổng tiền điện nước tháng 7 trong bảng chi phí thường xuyên hàng tháng. Ở đây cô có một bảng chi phí thường xuyên hàng tháng. Bây giờ tính tổng tiền điện và tiền nước công thức tính tổng tiền điện và tiền nước không sử dụng hàm có hai cách để ghi đầu tiên sẽ ghi là số tức là em sẽ lấy 567.000 cộng cho 57.000 hoặc là em sử dụng địa chỉ ô em sẽ ghi là C3 cộng D3 do 567.000 này nằm ở ô C3 và 57.000 này nằm ở ô D3 đó là công thức thông thường bây giờ mình sẽ chuyển sang công thức sử dụng hàm Sử dụng hàm em sẽ có 3 cách để ghi cái công thức này Cách 1 em sẽ sử dụng số Đầu tiên mình sẽ ghi theo cú pháp bằng sum Mẫu ạ ABC ABC này là số hoặc địa chỉ ô địa chỉ khối Thì tức là em sẽ thế số vô Hoặc là em chế địa chỉ ô hoặc địa chỉ khối vô Ở đây là đầu tiên mình thế số vô trước Số là 567.000 Xong một số em sẽ phẩy một cái là tới 57 000 Đó là cách thứ nhất Cách thứ hai cũng ghi bằng sum mẫu ạ à. Lần này sẽ ghi địa chỉ ô C3 D3 là hai ô này Nó đóng ạ à. Cách 3 em sẽ ghi địa chỉ khối Bởi vì hai ô này nằm liền với nhau nó sẽ thành một khối Em sẽ ghi là bằng sum mẫu ạ à. C3 2 chấm D3 nếu em muốn ghi nhiều khối thì cứ mỗi khối đó em phải một cái là được. Cho cô nhắc lại là kết quả của hàm này trả về sẽ bằng với cái kết quả em gõ bằng số hoặc là em gõ bằng địa chỉ ô bình thường. Hai cái này có kết quả y như nhau. Và tuyệt đối em không sử dụng dấu cộng bên trong hàm sum. Em cần phải ghi công thức theo đúng cú pháp của hàm. Nếu em ghi sai cú pháp kiểm tra lý thuyết em sẽ bị mất điểm Còn kiểm tra thực hành cho dù kết quả có ra đúng thì em cũng sẽ không được trọn vẹn số điểm của câu đó Phần B Hàm tính trung bình cộng, hàm average chức năng Tính trung bình cộng của một dãy số cú pháp bằng average mẫu ạ A, B, C Đúng không ạ? Trong đó ABC là số hoặc địa chỉ ô, địa chỉ khối Thì em để ý là cú pháp của hàm này cũng giống như hàm sum Sau đây là ví dụ Tính trung bình cộng tiền nước trong bảng chi phí thường xuyên hàng tháng Đây là chi phí tiền nước của 3 tháng 7, 8, 9 Em tính trung bình cộng tiền nước thì em sẽ lấy 3 tháng này cộng lại vì chia cho 3 Mình sẽ có một công thức bình thường nếu em không sử dụng hàm một là em lấy 57.000 cộng 49.000 cộng 52.000 tất cả chia 3. Hoặc là em lấy cái địa chỉ ô của những con số này. D3 cộng D4 cộng D5. Đúng không ạ? Tất cả chia 3. Bây giờ sẽ sử dụng hàm để thay thế cho cái công thức này. Thì sử dụng hàm AVERAGE cũng giống như cái hàm SUM hồi nãy. Đầu tiên bằng AVERAGE, tên hàm sông mẫu ạ Em sẽ ghi số vô 57.000, 49.000, 52.000, mỗi số cách nhau sẽ là dấu phẩy sau đó đóng ngoặc cách thứ hai bằng average d3 d4 d5 nó tương đương với công thức d3 d4 d5 tất cả chia 3 những công thức này là tương đương nhau tương tự như vậy cấp 3 average lúc này thì em sẽ sử dụng địa chỉ khối thì địa chỉ khối của d3 với d5 là D3 2 chấm D5 địa chỉ khối có nhắc lại địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng trong khối đó ô đầu tiên là D3 ô cuối cùng là D5 chỉ ghi dấu 2 chấm một lần duy nhất ở đây và cái công thức địa chỉ khối này tương đương với công thức D3 cộng D4 cộng D5 những công thức này đều tương đương nhau và cho cùng kết quả như nhau ở bên phía hàm số em chỉ cần ghi số vào thôi em không cần ghi cộng trừ nhân chia gì trong các hàm hết em không cần ghi em chỉ cần ghi số Địa chỉ ô hoặc là địa chỉ khối là được. Những cái khác em không cần ghi. Tiếp theo, C, hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm max. Chức năng xác định giá trị lớn nhất của một dãy số, cú pháp bằng max A, B, C và chấm đúng không Trong đó A, B, C là số hoặc địa chỉ ô, địa chỉ khối. Em thấy là cú pháp cũng giống như ba hàm kia. Ở đây cô cũng có ví dụ. Tìm chi phí tiền nước cao nhất trong các tháng từ bảng chi phí thường xuyên hàng tháng tìm chi phí tiền nước cao nhất đây đây là tiền nước giống như hồi nãy chi phí cao nhất cao nhất mình sử dụng hàm mát thì cú pháp mình sẽ ghi bằng mát máu ạ à. còn abc này tức là số và địa chỉ ô tức là em muốn tìm bao nhiêu số thì em sẽ để bấy nhiêu số trên đây 57 000 49 000 52 000 tại vì ở đây ba ô này mình cần tìm giá trị lớn nhất sau khi em nhập công thức xong nhấn enter hàm này sẽ trả về số lớn nhất tương tự như những cấp phía trên em cũng có thể sử dụng địa chỉ ô bằng mass D3, D4, D5 do 57.000 nằm ở D3, 49 nằm ở D4 và 52 nằm ở D5 cấp 3 em cũng có thể sử dụng địa chỉ khói bằng mass D3 2.D5 em lưu ý đây là hàm xác định giá trị lớn nhất hay còn gọi là hàm tìm giá trị lớn nhất không phải là hàm tính trong đây không có tính cái gì hết. Nó chỉ coi những con số này, số nào lớn nhất nó sẽ hiện ra. Đây là hàm tìm hoặc là hàm xác định. Đừng ghi tính, lý thuyết mà em ghi là hàm tính giá trị lớn nhất là em sẽ bị trừ điểm cái phần đó. Tại vì hàm này nó không cộng trừ nhân chia gì hết. Nó chỉ nhìn thấy số nào cao nhất thì nó sẽ trả về thôi. D, hàm xác định giá trị nhỏ nhất min chức năng xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy số, cú pháp bằng min a, b, c đúng không ạ? Trong đó ABC là số hoặc địa chỉ ô, địa chỉ khói Để chúng ta cũng có ví dụ tương tự Tìm chi phí tiền nước thấp nhất trong các tháng từ bảng chi phí thường xuyên hàng tháng Vẫn là tiền nước Và tương tự như hàm max hồi nãy Hàm min này dùng để trả về giá trị thấp nhất Tức là trong những con số này, số nào thấp nhất, hàm đó sẽ hiện Các nhập công thức em cũng làm giống như các hàm phía trên Bằng min Mở ạ Em ghi các số mà cần tìm giá trị nhỏ nhất vào 57.000, 49.000, 52.000 và cách nhau vẫn là dấu phẩy Cách thứ hai, em cũng sử dụng địa chỉ ô bằng min, nếu no, D3, D4, D5, cách nhau cũng là dấu phẩy Và cuối cùng là địa chỉ khối bằng min, D3, 2 chấm, D5 Và cô nhắc lại, hàm max và hàm min là hàm tìm giá trị hoặc là xác định giá trị, không phải là hàm tính nên tuyệt đối đừng ghi tính giá trị nhỏ nhất hay là tính giá trị cao nhất. Hướng dẫn cách sử dụng hàm để tính toán. Ở đây cô có bảng chi phí thường xuyên hàng tháng. Giống như cái bài lần trước em lấy điểm cộng. Đầu tiên là chúng ta sẽ tính tổng trước. Tổng này là tổng của tiền điện và tiền nước. Để tính tổng em sẽ sử dụng hàm sum. Để nhập hàm vào ô tính em cũng nhập giống như công thức. Đầu tiên gọi dấu bằng. Tiếp theo tới tên hàm. Hàm tính tổng là hàm sum. Sao em sẽ không phân biệt chữ hoa hay là chữ thường. Nên em ghi chữ hoa hay chữ thường gì cũng được trong trường hợp này. Tên hàm xong tới dấu ngoặc. Cô không khuyến khích em sử dụng số trong hàm. Nếu mà cái số đó đã được gõ trong một cái ô nào đó rồi, em gõ vô đây thì lâu và dễ sai. Nên phần này cô chỉ hướng dẫn duy nhất cái cách gõ bằng số của cái hàm sum thôi. Còn những cái hàm khác cô sẽ chỉ hướng dẫn gõ bằng địa chỉ ô và địa chỉ khối. Rồi tính tổng, tổng của hai phần này là điện với nước Ô đầu tiên là OC3 này Cái giá trị là 567 ngàn gõ xong 567 ngàn em sẽ ghi dấu phẩy Dấu phẩy không phải là dấu cộng Hàm tính tổng nó sẽ tự động cộng lại hết những con số em ghi trong đây Các bạn thực hành để ý Gõ xong cái tên hàm là phía bên dưới nó đã thể hiện Cái cú pháp của cái hàm đó rồi Tên hàm Number 1 là số thứ nhất, người ta số thứ hai Và người ta để dấu phẩy với luôn cho em Thì em cứ thực hiện theo cái công thức này Đừng thêm bất kỳ cái dấu cộng nào hết Rồi ô tiếp theo là 57.000 Xong thì đóng ngoặc Enter Đây 57.000 hồi nãy đúng 57.000 ừ. Ở tháng thứ 8 cô sẽ sử dụng Địa chỉ ô Bằng sum mở ngoặc Ô này là C4 Cho ô xong phẩy Ô tiếp theo là D4. Xong đóng ngoặc Enter. Rồi nó sẽ tự động tính tổng cho em. Em đừng thêm bất kỳ cái dấu cộng trừ nhân chia gì vô hàm hết á. Hàm chỉ có dấu phẩy thôi. Hoặc là cái dấu của địa chỉ khối. Bây giờ sẽ sử dụng địa chỉ khối. Bằng sum. Đúng không ạ? Hai ô này liền kề nhau có thể tạo thành một khối được. Nên em chọn ô đầu tiên, nắm kéo tới ô cuối cùng thì tự nhiên cái hàm nó sẽ ra cái địa chỉ khối cho em. Đây. Rồi xong thì nhấn Đúng không nhấn Enter Một số máy sau khi em mở công thức sẽ xuất hiện cái dấu màu xanh này Thì em đừng lo lắng, không sao hết Em cứ thấy là nó cộng lại đúng rồi là được rồi Em không cần phải làm gì hết Nó có hiện cái dấu này hay không thì cũng không sao Tiếp theo là tính trung bình cộng Trung bình cộng, trung bình của tiền điện và tiền nước Thì, thì mình sẽ tính hấp 3 ô này Bây giờ sử dụng hàm tính trung bình cộng là hàm Average Em để ý là khi cô gõ cái tên hàm ra thì trên bên dưới nó sẽ thể hiện cái danh sách có tên hàm tương tự như vậy. Ở đây Avogay thay vì cô gõ hết toàn bộ cô có thể nháy đúp chuột vô đúng cái tên hàm đó. Nhưng mà nhớ phải đúng tên hàm, còn nếu mà em chọn sai tên hàm là sai luôn. và bây giờ cô sẽ sử dụng địa chỉ tầng ô trước. Avogay xong, chọn ô đầu tiên là C3, và phẩy, ô tiếp theo C4, và phẩy, ô tiếp theo C5 xong, đóng không ạ? Enter khi sử dụng hàm tính trung bình cộng em cũng không cần phải cộng trừ nhân chia gì trong đây hết cái hàm này nó sẽ tự động cộng ba số này lại và chia ba cho em nên em không cần phải làm cái gì trong đây hết tiếp theo tính tiền nước cô sẽ sử dụng địa chỉ khối khối của ba ô này chỗ ô đầu tiên đóng kế tên cuối cùng xong xong rồi nhấn enter sẽ tự động ra bây giờ cô sẽ sử dụng một cái công thức bình thường để cho em so sánh kết quả các lớp bình thường mình sẽ lấy 3 ô này cộng lại và chia cho 3. Thôi em thấy ra kết quả y chang luôn Nói khi em sử dụng hàm Đừng thêm bất kỳ dấu cộng trừ nhân chia gì trong đây hết Thông thường sẽ không có cái gì liên quan tới cộng trừ nhân chia để làm ở trong cái hàm này hết Nên trong hàm chỉ có dấu hai chấm của khối hoặc là dấu phẩy Để phân cách số hoặc là địa chỉ ô thôi Và lưu ý luôn địa chỉ khối là địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng của khối đó Nên cái khối này là D3 2 chấm D5 là xong một khối Đừng có thêm vô như thế này Bạn ghi D3 2 chấm D4 2 chấm D5 Kết quả nó ra đúng nhưng mà cơ bản là nó sai Nó sai quy cách Nên em không có gõ kiểu đó Địa chỉ khối chỉ có ô đầu tiên với ô cuối cùng xong hết Không kèm theo cái gì nữa hết dấu hai chấm chỉ ghi một lần duy nhất trong nguyên một cái khối thì chỉ duy nhất có một dấu hai chấm thôi không có nhiều dấu hai chấm còn nếu mà em muốn phân tách tầng ô thì là dấu phẩy chứ không phải dấu hai chấm kiểm tra mà bạn nào ghi nhiều dấu hai chấm trong một khối là sẽ bị trừ bớt điểm có thể là mất điểm luôn câu đó tiếp theo là chi phí cao nhất chi phí cao nhất em sẽ sử dụng hàm tìm giá trị lớn nhất là hàm max em gọi vô bằng max hàm này sẽ trả về số lớn nhất trong cái dãy mà em chọn ở đây chi phí cao nhất thì mình sẽ có chi phí của tiền điện từ tháng 7 cho tới tháng 9 chỉ ba ô này thôi trung bình chỉ là cái phát sinh thêm mà nó không liên quan gì tới 3 tháng này để em có thể tìm cái tháng có chi phí cao nhất ba ô này thôi cô sẽ sử dụng địa chỉ khối cho nhanh rồi so mentor nó sẽ trả về cái số nào cao nhất tương tự như vậy Mas. giờ cô sẽ sử dụng địa chỉ ô ha ô đầu tiên là d ba phải d 4 phải D5. Enter, nó sẽ trả về cái số cao nhất. 57. Khi mà đề yêu cầu em tìm chi phí cao nhất hay là tìm chi phí khác nhất, em sẽ sử dụng hàm như thế này để tìm không gõ số trực tiếp vô. Em gõ số trực tiếp vô là em sẽ không có điểm, tại vì người ta đang yêu cầu sử dụng công thức để tìm, chứ không phải đang kêu em bằng mắt em thấy số nào cao nhất em điền vô. Nói em là tìm chi phí cao nhất và thấp nhất thì em sẽ tự động em hiểu là phải sử dụng hàm. Tiếp theo bằng chi phí thấp nhất. Chi phí thấp nhất là em sẽ sử dụng hàm min bằng min. Bây giờ cô sẽ gõ bằng chữ thường để cho em thấy là Excel nó không phân biệt chữ hoa hay là chữ thường. Bằng min mở ạ Cô dọn khó C3 C5. Rồi. Đóng ngoặc enter ra kết quả. Tiếp theo là chi phí thấp nhất của tiền nước cũng bằng làm như vậy luôn. Bằng min Cô bấm vào đây hai lần thì nó sẽ tự động nó hiện ra luôn cho cô sẵn cái dấu ngoặc ha. Tôi chọn từ D3 cho tới d 5. Dấu ngoặc Enter Số nào nhỏ nhất trong ba số này thì cái hàm đó nó sẽ trả về cái số đó. Nếu em thay đổi cái số cao nhất và thấp nhất thì những cái ô sử dụng hàm nó cũng sẽ thay đổi theo luôn. Ví dụ ở đây đang là 49.000 của sửa thành 70.000. À, tất cả sẽ thay đổi theo. Bây giờ cao nhất sẽ là 70.000, thấp nhất sẽ là 52 đó là cách sử dụng ham sửa bài thật hầm 3. đầu tiên trước khi sửa bài cô sẽ nói về các bài mà chụp hình lại màn hình của excel trước đó em nhìn hình này đây là một bạn nộp bài thực hành cho cô và bạn chỉ nộp một hình duy nhất này cô không tìm thấy bất kỳ file excel hoặc file bài làm nào trên tập của bạn hết vậy cô sẽ không ghi nhận bạn đã làm bài thực hành này tiếp theo là các bạn đã làm bài và chụp hình lại cái màn hình excel của mình ở bài thực hành 1 và bài thực hành 2 em có thể chụp lại cái màn hình Excel của em vì bài, những bài đó chỉ là gõ dữ liệu vào Nhưng mà đến bài thực hành 3 thì không còn chỉ gõ dữ liệu vào mà là gõ công thức vào Nếu mà em đã làm trên Excel rồi thì tại sao em không nộp file Em chụp hình đưa cho cô như vậy Cô không biết là em đã gõ đáp án vào hay là em gõ công thức vào Hoặc là công thức của em đúng hay sai Cái đó cô không biết được nên những bạn nào đã làm trên file Excel rồi thì nộp nguyên cái file Excel đó Còn nếu mà em không lưu bài được hay không được gì đó Thì em cứ ghi ra vô tập để cô biết em làm đúng công thức Những cái phần thực hành gõ công thức như thế này Nó sẽ giúp cho em luyện cái khả năng mà em xác định được cái công thức ở trong lý thuyết em sẽ ghi như thế nào Sau này em sẽ có một bài 15 phút thực hành Đương nhiên là sẽ có hàm số và công thức Nên cô sẽ sửa kỹ những phần này Và lần này cô sẽ nhận những bài em chụp hình Excel như thế này nhưng mà bắt đầu từ bài thực hành 4, bạn nào chụp lại cái màn hình Excel thì cô sẽ trả về coi như là chưa làm bài. Cô sẽ sửa một bài sai cách gõ ở phía trên này luôn, chính là cái bài đầu tiên này. Cột A gõ số thứ tự đúng rồi, cột B môn học đúng rồi, cột C là kiểm tra 15 phút nha. Em thấy giáo dục công dân nó tràn qua tới cột C thì bây giờ làm sao? Trong phần hướng dẫn thực hành của bài số 1 và bài số 3 mới đây luôn Cô cũng đã hướng dẫn cái phần kéo cái cột B này nó rộng ra bằng cách nào Đưa con chỏ chuột và giữa chữ B với chữ C này nắm kéo ra là được Bạn đi bỏ cái cột C này Rồi tiếp theo kiểm tra một tiết cũng bị vậy luôn Kiểm tra một tiết lần hai cũng bị luôn Em xem kỹ các video hướng dẫn và làm lại cái phần này Tại vì em đã làm như vậy thì cái công thức của cô cho nó sẽ bị sai cái địa chỉ ô á Và điểm tổng kết của em cũng bị sai nữa điểm tổng kết khi nào tới cái phần đó cô sẽ nói hai bạn nộp bài bằng cách chụp màn hình cho cô và không tính cái cột điểm tổng kết này cô không biết là các bạn có coi cái phần hướng dẫn hay không nữa phần điểm tổng kết trên trang lớp học cũng gợi ý công thức trên video bài học cũng đã gợi ý công thức nếu bài tập hành 3 này thì không có phải là vì em ngồi em gõ y chang cái hình này. em đã học tới công thức thì em sẽ phải tính điểm của những cái phần có yêu cầu công thức trong đó và có lẽ là hai bạn này cũng không đọc đề của đề số 4 khi làm bài thì em nhớ đọc kỹ đề. Còn đây là trường hợp một bạn nộp bằng file Excel nhưng phần điểm tổng kết bạn không ghi công thức, bạn chỉ ghi số thôi. Thì chắc chắn khi em làm bài kiểm tra em sẽ không có điểm cái phần này. Và một số bạn hỏi cô là nộp file như vậy làm sao cô biết bạn có ghi công thức hay không? Thì mấy phần trước là em học về thanh công thức là em biết rồi. Trong ô sẽ hiện kết quả của đáp án, còn trên thanh công thức mới hiện công thức. Thì cô muốn biết một ô nào có công thức, cô chỉ cần bấm vào ô đó và nhìn lên thanh công thức của bạn để biết bạn có công thức hay không giống như bạn này cô bấm vô ô này và trên thang công thức chỉ hiện 8.5 chứ không hiện cái công thức đây là những phần cô nhắc nhở em trước khi sửa bài nhớ là em sẽ nộp file Excel không nộp file chụp hình cái màn hình Excel nữa còn nếu mà em không lưu được file Excel hay gì đó thì em ghi vô tập để cô biết công thức sửa bài 1 bài thành 3 nhập công thức và phần nhập công thức này nếu mà bạn nào làm trong sách giáo khoa bạn sẽ để ý một phần là câu D này không giống trong sách giáo khoa. Câu D này bị lỗi. Ở đây là 15 mũ 2 chia 4. Tương tự như vậy những cái dấu mũ ở đây bị lỗi. Nên các em nào làm giống y chang như trên đây thì em cũng không sai. Em nào làm y chang trong sách em cũng không sai, cả hai đều đúng. Phần này em chỉ cần gỡ công thức và sẽ hiện ngay đáp án nên cô sẽ cho em hai cái đáp án của hai bên một bên là làm ở trên web là theo cái đề trên đây một bên là làm theo đề trong sách giáo khoa để em so sánh đáp án rồi nếu mà kết quả không giống trên đây thì do em nhập sai công thức em xem lại và sửa sau đây là một số bạn làm trên tập đúng cô không hẹn các bạn làm trên máy vì lý do là các bạn đó đa số là ghi đúng công thức trên máy hết rồi nên cô cũng không hiện sau đây là một bài có lỗi về lỗi trình bày bạn không coi video hướng dẫn của bài thực hành 3 nên bạn không tính kết quả của những cái phép tính này ạ. Tiếp theo, bài 2, tạo trang tính và nhập công thức. Cô giới hiện ngắn gọn cái đề như thế này thôi. Đây em sẽ nhập cái bảng 1 này vô, sau đó em sẽ gõ công thức từ cái bảng 2 này vô. Thì đáp án. Phần này chỉ gõ công thức như hình thôi, em gõ đúng thì sẽ ra đúng đáp án như thế này. Còn nếu mà đáp án bị sai thì có lẽ là em gõ sai hoặc cái số nào đó hoặc có địa chỉ ô nào đó hay cái đó em sẽ lại. Cuối cùng là bài số 4. Thực hành lập bản tính và sử dụng công thức. Bài số 3 đã giảm tải nên sẽ không làm trên đây. Nhưng mà cô thấy có một bạn làm bài số 3. Nhưng mà bạn chụp hình lại nên cô cũng không biết là bạn sẽ sử dụng công thức như thế nào. Nên nếu bạn muốn sửa cái bài 3 đó thì bạn gửi lại cái file cho cô. Bài 4. Mở bản tính mới và lập bản điểm của em như hình sau. Lập công thức để tính điểm tổng kết của em theo tầng môn học và các ô tương ứng trong cục G. Thì phần này cô sẽ hiện luôn đáp án tại vì cái phần này chỉ là gõ lại thôi. Rồi điểm tổng kết. Đây là ô điểm tổng kết. Bữa trước cô đã cho em công thức ở trên trang web lớp học. Nhưng mà sau khi cho xong công thức đó cô không thấy bạn nào hỏi và thắc mắc về cái công thức này tại sao nó như vậy. Nên là dẫn tới một số bạn có vẻ là tự mình làm và dẫn tới là sai. Đây, đây là các bạn làm sai. Bản đầu tiên thì bạn ghi là C3 cộng D3 cộng E3 cộng F3 chia 4 Thì ở đây đúng là có 4 số Nhưng mà cái điểm tổng kết này nó không phải chỉ cộng 4 số đó lại và chia cho 4 Tại vì đây là kiểm tra một tiết Và khảo thi học kỳ nên nó sẽ khác so với bình thường bạn thì sử dụng hàm Avery có vẻ là bạn đã tìm hiểu trước về cái hàm này nhưng mà cũng sai luôn Hàm này tương đương với cái công thức phía bên đây Hàm này nó không có tự nhân đôi những cái con số này được nên bạn sử dụng hàm average thì cũng tương đương với công thức bên đây thôi Nên vẫn là sai Em thấy là hai đáp số của hai bài này y chang nhau Thì lý do các bạn sai như sau Em biết điểm của mình điểm 15 phút là hệ số 1 Điểm kiểm tra một tiết là hệ số 2 Hệ số 2 thì phải nhân 2 lên Đây là Nên D3 sẽ nhân 2 lên Tiếp theo kiểm tra một tiết lần 2 Vẫn là kiểm tra một tiết nên vẫn sẽ nhân 2 lên cộng e3 nhân 2. Tiếp tục là thi học kỳ. Thi học kỳ là hãy số 3 f3 nhân 3 lên. Rồi đóng ngoặc tổng cộng chia 8 tại sao là 8 tại vì ở đây có đủ đủ 8 số. Điểm 15 phút là một số. Điểm kiểm tra một tiết lần 1 là hai số, mình nhân 2 lên thì nó sẽ là hai số. Điểm kiểm tra một tiết lần 2 cũng nhân 2 lên thì lại tiếp tục là hai số nữa. Này để bài học kỳ nhân 3 lên là em sẽ có 3 số Vậy thì cộng lại 3 cộng 2 cộng 2 cộng 1 bằng 8 Thì đương nhiên sẽ chia cho 8 Nó sẽ ra cái điểm tổng kết như thế này Nên hai bạn bên đây chỉ cộng lại thôi và chia thì hai bạn chưa có đúng Đây cô nhắc em luôn em học chính là ở trên trang lớp học Mọi bài học hay bài tập gì đó, link gì đó đều nằm ở trên trang đó hết Video bài học chỉ là một phần ở trên cái trang web lớp học Chỉ là một phần của bài học thôi, không phải là tất cả của bài học Tất cả của bài học gồm rất là nhiều thứ Và nhiều thứ đó nằm ở trên trang web lớp học hết Em coi video không có nghĩa là nó sẽ có hết tất cả mọi thứ cho em Trên đó có hướng dẫn làm bài, có ghi bài, có những cái link bài tập Còn ở trên Zalo cô chỉ gửi lại em những cái link ở trên trang web lớp học Để cho những bạn nào mà bị lỗi không vô được thì có thể mở lên được Bữa đó em vô không được thì em nhớ em phải quay trở lại vào ngày khác và hôm khác để em coi là bài học có cái những dặn dò gì em đừng có chỉ coi cái video ở trên youtube trên cái youtube là cái video đã được soạn trước đó có thể là cô sẽ chỉnh sửa và những cái phần chỉnh sửa đó đều được thông báo ở trên trang lớp học em không ở trang lớp học coi thì em sẽ thiệt thòi hơn so với các bạn sau đây là các bài làm sai của bài 4 ngoài hai bạn này lúc nãy cô đã nói thế đây có thêm một bạn ở phần điểm tổng kết bạn thấy tổng thế là bạn cộng lại tất cả con số này bài học đến đây là kết thúc dặn dò học bài và ghi bài làm bài tập về nhà chuẩn bị bài thầm 4. em chú ý là từ bài thầm 3 trở đi em làm trên file excel thì em sẽ nộp luôn cái file excel đó không chụp lại cái màn hình đó nữa bài học đến đây là kết thúc chúc em học tốt